khẳng định với các bạn luôn, bạn tập gym ở Việt Nam mà bạn không biết được Ngao Lép là thua rồi. Thua rồi. Nữa là chơi xếp đồng phát nữa. Nhắc Ngao Lép em, Ngao Lép trời. Bất minh nè. Và ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ đứng đây nói về hành trình đi đến chiếc cúp danh giá nhất trong giới kinh doanh thực phẩm sân. Thánh địa thể hình, thiên đường giúp Mỹ, gym chúa Ngao Du, giao lưu thần tượng, hợp đồng triệu đô, kết nối bang giao Việt Mỹ, doanh nhân trẻ Việt Nam Duy Nguyễn THOL. Ai mệt quá, không biết là Duy cố gắng làm để vì cái gì nữa. Tối thì livestream lo chuyện đời chuyện nước, sáng cũng livestream lo chuyện fan chuyện phủng, xong rồi quay video tập thể hình, chuyện làm ăn kinh doanh nữa, gái gú tiền tài tù tội nữa. Mệt quá, bữa nay bạn thấy tinh thần nó xuống rồi đó, người nó hết thần sắc rồi, mệt mỏi quá. Nó phải có kế hoạch chiều nay đi massage. Nhưng mà làm tới làm lui, làm xuôi làm ngược, làm cực khổ, mà có cái này cũng là niềm vui rồi. Nó là cái gì? Nó đánh dấu cho cái công sức, cho thành quả lao động của mình đạt được trong khoảng thời gian một năm. Nhưng mà nói trước khi có cái này thì phải có cái này. Đây là những cái niềm tự hào mà Duy Nguyễn cũng như công ty, tập thể công ty BBT đạt được. Nói sao? BBT Trading. BBT Trading. Số 1 châu Á. Số 1 châu Á. Còn cái số 1 châu Á nằm ở đây nữa. Mất tiêu rồi. Nãy giờ đi kiếm hết 1 tiếng đồng hồ không thấy mấy em. Tức chịu không nổi. Tức không nói thành lời luôn. Má ơi, huy chương cúp mà tụi nó bỏ lạc đâu mất tiêu rồi. Thầy luôn, cái tủ ở dưới full rồi. Cái tủ đựng cúp dưới full rồi, còn mấy cúp nó bỏ từa lưa ở trong văn phòng luôn. Hệ quả, không biết bà lao công nào phải dọn bà cúp luôn. Làm nó bị đứt cái đoạn năm ngoái, 2018. 2018 BBT cũng là nhà phân phối số 1 châu Á của Nutrex. Và cái chuyến đi Mỹ vừa rồi của Duy nhận thêm cái cúp này, số 1 châu Á. Bạn nhìn chữ nè, số 1 châu Á 2019. Và năm nay chắc chắn phải là số 1 châu Á 2020. Nhưng mà nói mẹ, số 1 châu Á mà có gì đâu tự hào mà. Thì khi thật sự cầm mấy cúp mình phải cười. Không lẽ mình không cười nó kỳ. Chứ cái tật của Duy á, tham vọng lắm. Bình thường không giờ làm á, đúng không? Đôi tay streamer đâu chỉ để làm thơ mà chinh phục tên từng cái cúp này nè, đúng không? Chữ nhất đời stream có nhiều cái chữ nhất lắm, mà là cái chữ nhất là cái top 1 nên phải khắc trên đây. Và ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ đứng đây nói về hành trình đi đến chiếc cúp danh giá nhất trong giới kinh doanh thực phẩm của Xuân. Để có được cái cúp này là gì? Là cái sự phát triển của Nutrex ở Việt Nam. Nó phải lớn, nó phải mạnh. Thị trường của Việt Nam nó phải đủ lớn để ăn những thị trường của nước khác, thì mình mới là top 1. Còn không mình là top bao nhiêu rồi đó, 20, 30, 40 gì đó. Nhắc đến Nutrex là một cái thương hiệu trẻ tuổi. Nó trẻ cũng trẻ đâu bạn. Nói chung là nó cũng trung lưu rồi đó, nó trung niên rồi. Nó đầu tư vô những nhánh sản phẩm đẳng cấp để nó thể hiện một cái triết lý sự phát triển năng động của một công ty. Cái vấn đề chi tiết về công ty Nutrex Duy sẽ trình bày trong video khác. Và ngày năm 2017 là đánh dấu năm đầu tiên mà công ty BBT chính thức phân phối độc quyền cho Nutrex. Nói chung là trên bước đường làm ăn á, thì cũng có những cái oan hồn nó nằm ở đằng sau. Cái câu đó là cái câu chuyện khác. các bạn vui lòng đừng nhắc đến nha. Mình chỉ nói tới niềm vui chiến thắng, mình nói tới này tới kia thôi, còn nói chung nào chết cãi nó đi. 2017 là năm Duy kinh doanh Nutrex, nhưng mà thật ra kinh doanh nửa 2016 rồi, nhưng mà nửa 2016 là cái giai đoạn đề ba mấy em, nó chưa có thống kê được đó, nó chưa thống kê được nên 2017 mới tính. Vậy thì nhắc đến Nutrex là bạn nhắc tới cái gì? Outlip là top quad free workout đẳng cấp ở Việt Nam. Khẳng định với các bạn luôn, bạn tập gym ở Việt Nam mà bạn không biết được Outlip là thua. Thua. Nữa hả? Chơi xếp nó phát nữa. Nhắc Outlip em, Outlip trời. Bực mình nè. Thôi mấy em cứ chèn hình vô đi. Tức quá thiệt chứ. Làm vậy đã giờ còn nói Outlip, đúng không? Trên thị trường nếu mà bạn xài reward và bạn không xài Outlip chỉ có lý do bạn không có tiền chứ bạn không có tầm nhìn. Nó thật sự. Tại vì sao? Tại Outlip nó không rẻ. Hàng Nutrex nó không rẻ mà. Hàng xịn mà rẻ gì? Đó. Trên thị trường sẽ có rất nhiều loại reward cao rẻ tiền, nó giọng dùng đống chất kích thích uống vô tăng. Cái đó không phải là giá trị reward cao. Nutrex là nó an toàn cho sức khỏe, nó không gây những cái biến chứng này nọ kia. Thì cái đó là cái lý do anh thích sản phẩm Aulip, và anh thích sản phẩm Aulip và anh phân phối, anh quảng bá, và cái bản thân của anh Duy Nguyễn xài Aulip 3-4 năm liên tiếp. Wow. Từ đó tới bây giờ là anh Duy Nguyễn cứ re-workout là Aulip, re-workout là Aulip. Thì cái Aulip nó đã thấm ở trong đầu, trong não của những bạn gymer mà có điều kiện xài phụ sung. Cái đó là cái sự thành công của Nutrex. Nhưng mà cái thành công đó nó mang cái dấu ấn bàn tay của cá nhân Duy Nguyễn và tập thể công ty BBT với một cái mạng lưới phân phối bán hàng rộng khắp đất nước. Đó, cả sĩ cả lẻ. Đó là cái niềm kiêu hãnh mà Duy Nguyễn tự tin đứng trong công ty Nutrex mà nói với sếp Nutrex rằng tôi It's me Duy Nguyễn, tôi đã phát triển Outlip thành một cái điều cao số 1 ở Việt Nam. Nói chung anh là chém gió này, nhưng mà chém trước CEO đã lắm. Xong cái Thanh Kiều anh quá trời, Thanh Kiều đồ vô đâu. Tới nhánh thứ hai dựng nên tên tuổi của Nutrex là gì? Lipo-6 nổi tiếng khắp thế giới nè. Nhắc tới Nutrex là phải nhắc tới Lipo-6 là cái linh hồn, cái sản phẩm cốt lõi, cái key product của Nutrex. Có thể là mấy em ở trên lên website chính của Nutrex đó, em thấy cái dòng Lipo-6 nó rất là nhiều, nhưng mà tại BBT phân phối không có nhiều vậy. BBT chọn ra những cái sản phẩm Lipo-6 mà nó phù hợp với người Việt Nam nhất, đó, nó tốt nhất để phân phối. Và bây giờ cái Lipo-6 đó nó cũng trở thành fast burner top 1 Việt Nam. Đó, thì chính những cái top 1 đó nó mới khẳng định thị trường Việt Nam là top 1 châu Á. Đó, nhấn mạnh là cái chỗ đó. Rồi sau này phát triển thêm những cái sản phẩm khác. Isofit mặc dù Nutrex không phải là một công ty mạnh về protein, thừa nhận không phải là công ty mạnh về protein, nhưng mà bây giờ nó tung đầu sản phẩm mới là Isofit bây giờ là về là hết. Wow. Còn 2-3 hũ chân thôi. Thấy không? Cái sự quyết tâm của BBT trong cái vấn đề Nutrex là như thế nào. Đó là mang về cái cúp đầu tiên. Cái cúp đầu tiên nó có cái hình tượng này là cái gì? Thể hiện cái sự phát triển một thương hiệu nó sẽ rất là khó khăn, nó gian nan, nó đầy góc cạnh. Khi nó thành công lòi ra, khi thất bại lõm vô. Nhưng mà nó cần phải có cái mũi nhọn mấy. Cái mũi nhọn để nó xuyên thủng thị trường. Wow. Bạn kinh doanh mà không có mũi nhọn mà xuyên thủng thị trường, bạn không thể nào phát triển được. Đó. Mà các bạn ngồi đây hoặc các chị em ngồi đây chỉ là bán thôi, mà chỉ là con buôn, chứ mày đâu phải nhà phát triển. Khi mà các bạn làm một cái nhà phát triển nó khác lắm mà. Tôi phát triển được Nutrex thì tôi sẽ phát triển được khác. Cái đó là cái hay của nhà phát triển. Còn bạn là con buôn, thằng kia phát triển rồi bạn về bạn bán giống nó. mai mốt thằng kia tập bạn đây luôn đó. Cái đó là con buôn nó khác. Nên cái cúp này nè là Duy có ý nghĩa thông điệp rõ ràng. Đây là cái giai đoạn mà khởi nghiệp, cái giai đoạn đầu tiên là 2017. Còn cái cúp số 2 á, là nó thể hiện cái thị trường nó rộng hơn, nó nhiều hơn. Và đây là cái cúp số 3. Cái ly nè, cái ly uống súp. Đơn giản vậy thôi. Là cái ly uống súp lớn nhất đó. Không lẽ bây giờ anh làm một cái video anh uống súp Nutrex trong cái ly này chứ ta? Nó sốc lắm đó mấy em. Thứ nhất nó mang ý nghĩa về design. Giờ nhiều cúp quá mấy em, để cúp cái ly cho nó giống đá banh. Không, các em có thể tụi em á mà fan anh, tụi em tới đây chụp hình anh cho mượn cái cúp chụp. Anh cho mượn cái cúp chụp, anh thầy luôn. Đừng làm bể cúp anh được rồi. Không, chụp thoải mái đi em. Tại vì sao? Tại vì chính nhờ các em anh mới có cái cúp này, đúng không? Phải thừa nhận câu vậy. Thì cái cúp này không phải là tài sản của cá nhân anh, mà nó là tài sản chung. Nó là một cái gì đó chung của khách hàng Nutrex ở Việt Nam. Wow. Mấy em mua hàng ở BBT, mua hàng Nutrex ở BBT thì mấy em góp sức để cho anh mang về cúp này. Để bây giờ anh có một video sẽ chia. Cái thành quả này không phải là của riêng anh. Cái thành quả này không phải là của riêng anh, mà cái thành quả này là của chung, của chung Dreamer Việt Nam mà đang xài súp cho Nutrex. Các bạn tin dùng Nutrex, các bạn tin anh Duy Nguyễn thì các bạn mới xài Nutrex, đúng không? Và các bạn là những công dân yêu nước thật thụ, dùng chữ yêu nước đó, thì các bạn mới mua súp của BBT. Ok, nếu không á các bạn chạy ra đường các bạn mua hàng lậu rồi, cái hàng trốn thuế, hàng giả, hàng gian, cái hàng mà tàn phá nền kinh tế Việt Nam, sẽ có một đối tượng sử dụng cái nhánh đó. Còn chúng ta ngồi đây hoàn toàn có thể tự hào. Chúng ta nâng tầm cán cân thương mại Việt Mỹ. Để rồi anh Duy Nguyễn đại diện qua bên Mỹ, anh Duy Nguyễn nói rằng tôi đại diện cho tất cả khách hàng Nutrex ở Việt Nam. Ông cảm ơn tôi đi. Wow. Đúng không? Bạn đấy rõ ràng là những cái đối tác thường sẽ có cái lời cảm ơn, sẽ có lời cảm ơn đến khách hàng ở Việt Nam. Cái đó là một trong những nguyện vọng mà Duy Nguyễn bắt buộc. Đó là thôi được rồi, thành quả chung, ông phát triển được cái Nutrex ở Việt Nam, tôi đã đạt được cái vấn đề tôi phát triển cho ông như cam kết trong hợp đồng, như lời hứa, thì ông cho tôi ít lời cảm nghĩ đi. Ông cảm nghĩ sao về khách hàng ở Việt Nam và ông cảm ơn họ đi. Và những cái vị có chức có quyền của công ty Nutrex, công ty Labrador đó gì đó sẽ có một bài phát biểu mà các em lắng nghe. Thành công nó đi liền với thách thức. Vậy thì mình hiểu đúng rồi, mình hiểu đúng. Cái này nó là top 1, nó là vinh quang, nó là tối cao và tối thượng, nó là cả một cái châu Á, dùng chữ châu Á thôi. Vậy thì bài toán mở rộng nó ra. Đã là châu Á rồi, chỉ còn mục tiêu gì nữa. Anh Duy đã thực hiện được chữ nhất của anh rồi đó. Nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công. Khi ôm gái thì nhất tình si lãng mạn, em thích không? Vậy thì Duy muốn gì nữa? Không đâu em, không đâu. Thật sự á, khi mà em hiểu về hãng Nutrex thì Nutrex là một cái hãng sang, không dành cho mấy thằng bần. Thì cái thị trường châu Á là một cái thị trường gì đó nó cũng không, thật sự là nó béo bở lắm. Nó cũng không mang lại cho Nutrex gì đó ghê gớm lắm. Bây giờ anh chia sẻ cho mấy em nghe nè. Ở cái cơ cấu của Nutrex thì thị trường nó sẽ phân ra những thị trường sau đây. Thứ nhất, thị trường nội địa nước Mỹ. Thị trường thứ hai, thị trường Nam Mỹ. Nam Mỹ là từ thằng Mexico trở xuống đó, nó kêu là thị trường Nam Mỹ hết. Thứ ba là thị trường châu Âu. Thứ tư là thị trường Trung Đông. Và còn lại là thị trường châu Á. Thằng châu Phi chắc không có luôn. Thằng châu Phi bây giờ lúa nó còn chưa có ăn nữa, tiền nó uống súp. Vậy thì anh nó thật sự thị trường châu Á là một trong những thị trường nhỏ nhất của nó. Nhỏ nhất của nó mấy em. Khổ vậy đó. Mấy em học địa lý á. Ủa thằng Trung Đông nó châu nào vậy mấy em? Châu Á. Thằng Trung Đông nó cũng là châu Á đó. Nhưng mà tại sao giờ châu Á là tách ra Trung Đông riêng ta? Tại vì nói chung ở trong thể thao á mấy em, thằng Trung Đông nó không chơi với phần còn lại của châu Á. Nó nói phần còn lại nghèo chết mẹ, tao không thích chơi chung với mày, tao là hoàng gia Ả Rập tao chơi riêng. nên sự tiêu thụ thực phẩm bổ sung ở bên Trung Đông rất là mạnh, rất mạnh nè. Mình cự không lại nó, nói thiệt mình cự không lại nó. Mẹ thằng Trung Quốc dân đông chứ dân nó dân tào lao, dân nó không có xài súp nhiều. Thằng Indo thôi bỏ, Indo cũng vậy thôi. Nutrex nó không mạnh ở châu Á này. Thằng Việt Nam là thằng số 1. Thì theo mục tiêu tiếp theo là gì? Thì thứ nhất á, là phải duy trì số 1 châu Á. Và thứ hai, phát triển nữa, phát triển nữa, phát triển nữa. Nhưng mà phát triển làm sao? Đó là một câu một trong những cái thử thách lớn mà. Nó không thành công với các miền phải thử thách chứ. Đó. Thì bây giờ á nè, Lipo nè, rồi EAA nè, tất cả đều là những hàng top sale ở Việt Nam này. Khách hàng chủ yếu là xài hàng rẻ thôi, hàng rẻ thì xài, nhưng mà họ chưa hiểu được cái nào á mới thật sự là cái quan trọng, cái nào mới thật sự là cái giá trị của súp. Còn cái dân mà dân Trung Đông á, cái ý thức họ cao lắm, họ văn minh lắm, họ xài súp rất là nhiều và họ xài súp sang không à. Những cái thị trường mà súp phổ thông á, nó không qua Trung Đông được, nó qua Trung Đông mà nó bán được. Tại dân ở bển đó, nó thấy cái đồ rẻ nó bỏ à. Cái dân ở bển á, bây giờ nó bỏ $1 ra để nó mua muỗng quay đầu tiên, nó uống nó bỏ vô mỏ, nó cảm thấy sỉ nhục, nó cảm thấy sỉ nhục. Nó ăn thịt bò, nó ăn dắt vàng đấy, Khoa Bắc nói đó, đúng không? Ông vô sân bay của nó sang chảnh đẹp vậy đó, đô thị của nó toàn là, nó thiệt với em á, toàn là cao tầng không à. Buổi tối hả, buổi tối ở ngoài cái đường phố của nó đốt đèn sáng trưng, đèn nó nhiều tới nổi mấy cái cây á, em hiểu không? Mấy cái cây á, nó cũng ngồi nó quấn đèn chơi cho nó đẹp vậy đó. Đúng mà đi qua xứ bên nó giàu kinh khủng. Nên nó xài súp á, nó xài những loại súp đắt tiền. Nên cái thị trường của Nutrex ở bên bển nó được lắm, nó phát triển rất là ok. Còn ở Việt Nam mình thì nó khác. Việt Nam mình súp mà cứ phải rẻ cơ. Thí dụ như bây giờ bột đậu á, 100.000 ký, súp thì bán chừng 200 thôi. Súp 200.000 một ký ông. Thôi, chơi vậy đó. Nên cái việc mà phát triển ở Nutrex thì sẽ gặp trở ngại về cái income của người dân. Trời đất, câu qua bên bển hỏi: "Ủa Duy ơi, bây giờ mày nói là thành phố Hồ Chí Minh của mày giàu lắm hả? Thành phố Hồ Chí Minh mày phát triển lắm hả? Xong rồi bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh mày thu nhập thì tao sợ trên mạng có $3.000 nó có tiền nó mua súp không?" Cái mày hỏi đúng nguyệt rồi đó con. Mày hỏi đúng động tâm luôn rồi đó. Nhưng mà cũng may mắn á, là dân Việt Nam của tao nghèo thiệt nhưng mà nó cũng chịu chơi. Đó, nên còn bán súp được. Chứ mà hả, nó mà thu nhập 3.000 mà nó còn không chịu chơi một cái nữa là nó chết luôn. Cái nó: "Ủa 3.000 tiền đâu mà chơi?" Hỏi vậy nữa mày. Vậy đó. Nó hỏi: "Ủa 3.000 đâu đóng thuế đâu nội? Ủa nước mày không đóng thuế luôn hả?" "Không, 3.000 không có đóng." Cái nó đã vậy. Wow. Nó đã vậy. Rồi vì chính phủ mày sao có tiền? Cái nó: "Trời đất ơi, ai mà biết. Thì chính phủ tao nghèo lắm, nhưng mà dân tao giàu." Ủa cái này lạ nha, cái này lạ nha. Nhưng mà nó không hỏi sâu nữa, nó biết vậy được rồi. Vậy nó hỏi là: "Ủa Duy Nguyễn ở Sài Gòn Duy Nguyễn có tứ trụ rồi, nhìn thấy kinh đó." Má, tứ trụ của anh nó kinh lắm vô, nó sợ tứ trụ anh lắm. Rồi vậy thì bây giờ có tính ra ngoài Hà Nội phát triển không? Cái đó: "Thôi đi ba, cái đó ngoài Hà Nội tôi nói cho ông nghe vậy này, ông không hiểu về Việt Nam. Nội cái miền Nam này không là nó 95% súp rồi. Ông ôm cái miền Nam không, ông đủ khá rồi. Ra Hà Nội dân nó cũng đông vậy thôi, nhưng mà ngoài đó là súp nó bán yếu xìu à." Đó. Cái nó: "Ồ thế à." Nó, tụi nó cũng tìm hiểu thị trường lắm á mấy em. Tụi nó cũng tìm hiểu thị trường lắm mà, nói chung nó cũng tha qua thăm bên ngoài à. Thì thật sự á, cái cúp số 1 ngày hôm nay ngồi đây có đó, nó không phải là cái gì đó mới nằm ngoài dự đoán. Chắc chắn là đã có rồi. Nhưng mà cái đau đầu của Duy Nguyễn là 2020 nè, tiếp tục phát triển Nutrex nó làm sao. Đó, nó cần phải có một cái gì đó nó để nó phát triển vượt bậc. Chứ mà còn túng tắc về hoài cà khịa sau đây thằng Dubai. Anh ghét Dubai lắm, nó thiệt mẹ trong đời anh, trong châu Á đâu cay nhất hai thằng. Thằng Dubai là một, thằng Ấn Độ là hai. Anh cay hai nữa lắm. Tự nhiên mà trong vấn đề làm ăn nó có tất cả khẽ đồ này nọ. Nó bực mình, nó khó chịu lắm em. Đó là anh nói sơ về thị trường của Nutrex, chiến lược phát triển sản phẩm Nutrex. Vậy thì cái chiến lược phát triển sản phẩm Nutrex trong năm 2020 nó như thế nào? Nó sẽ có nhiều cái chiến lược rất là thay đổi. Sản phẩm nó cũng thay đổi. Đó. Đâu giá thành nó thì Nutrex nó lên hoài. Mà anh Duy cố gắng lấy công bù thủ, lấy này bù kia, để ổn định giá thị trường. Chứ áp lực lắm, làm việc với Nutrex rất áp lực men. Đau đầu chứ không giỡn đâu. Hàng hóa thì nhiều, nhập cái nào, phân phối cái nào, event này nọ, chính sách nó ra làm sao. Bởi nó mới nãy cái cúp này đổ máu chứ phải giỡn đâu. Không có giỡn được. Nhiều khi mình làm video mình quảng cáo cho con Outlip á, tập thấy bà nội tưởng chết thiệt không á. Mà công nhận Outlip nó tốt thiệt nè. Tập nhiều khi mình tưởng mình chết mà mình không chết. Đó mới mang lại cho mình cái feeling về thể hình, feeling về gym. Thì anh làm cái video này để anh chia sẻ nhất thành công chung của thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam mình có một cái gì đó nó ngộ lắm, mình không nói được mà. Nếu mà xét về kinh tế thì Việt Nam mình là nằm ở trong vùng trũng của châu Á, đúng không? Xét về dân trí, còn ở Việt Nam mình mê nhậu hơn mê gym, đúng chứ? Nhưng mà vẫn có một cái gì đó, những người ta tập gym, người ta yêu gym và người ta chấp nhận đầu tư cho gym. Cái đó là một cái điều thú vị mà không có thế giới, mà không có đất nước trên thế giới này nó có được ngoại trừ Việt Nam. Đó, nên nhờ đó thì mới có mấy cúp này, và nhờ đó thì mình mới kêu hãnh mình ngẩng đầu như những cái thị trường khác. Nhờ đó mà anh Duy đi qua bên Nutrex này nọ, gặp Nutrex bên đối tác khác mới to mồm được, chứ không là đạn nó lép này, không to được. À, xin lỗi mấy em, mới bụp tụi nó kêu tụi nó mang Aulip lên. Aulip là hàng nội à, nhiều Aulip lắm, nó còn Aulip Stimery nữa, Aulip tập trung nữa, nhưng mà hai cái này là đại diện cho Aulip, một cái nước với một cái bột. Đó, mà cái nước á, là nó mắc hơn cái bột, bao giờ cũng vậy thôi, cái nước nó sẽ mắc hơn cái bột. Trong thế giới thực phẩm bổ sung, cái nước bây giờ nó mắc hơn cái bột đó. Cái dân này ai dám xài, bạn nghĩ nó vô lý chưa? Bởi vì khi tôi phát triển được cái thằng nuôi Aulip ở Việt Nam này, tôi nghĩ là không biết sao tôi hay dữ vậy trời. Thiệt luôn á, cái chai này á, bán giá gốc là như quên như 80.000 hay gì á, lâu lâu khuyến mãi còn 60 nó còn trả mua nữa, đúng không? Thiệt, dân Việt Nam chán lắm. Nhậu á, thì nhiều cũng chơi hết á, massage gái gú á, nhiều cũng chơi hết. Ủa mà còn cái chai Aulip này nè, có 60.000 nè, tập chê mắc quá thôi vô uống Monster đồ, vô uống nước suối, nước mía đồ. Thôi. Ôi, chán. Còn này thì rẻ hơn, cái này hũ này mấy trăm, 800-900 gì, 20 lần dùng. Tác dụng nó cũng đá như nhau thôi, nhưng mà cái bột á thì mất tiện, chúng ta phải pha. Còn cái chai á thì nó đẳng cấp hơn, chúng ta uống. Ở bên Mỹ nó xài chai nhiều hơn. Ở bên Mỹ tất cả những phòng gym nó đều có một cái tủ lạnh để nó bán những cái chai này, thì cái đó là mình không so sánh được. Thì tôi phụ thuộc vào nhu cầu. Ở Việt Nam này thị trường nó yếu, tôi nhập cái chai về tôi chua lắm mấy ông ơi. Tôi cũng muốn nhập cái chai về tôi bán mà mấy ông mua ít quá, đúng không? Mấy ông mua ít quá, mấy ông vô tập phòng gym, mấy ông tập mấy ông bần chết mẹ, nên nó khó phát triển được. Nên tương lai có cái chai này không bán nữa nè. Chứ còn ở bên bển đó, nó nhỏ bỏ tủ lạnh vô muốn lựa gì đó lựa, nó chơi toàn là RTD không đó. Bột ít lắm, bột thì thằng nào ở nhà nó mang nó mua. Bột thì rẻ hơn, bột về pha thì nó rẻ hơn, chỉ mà nó còn chả có tiền mua thôi, đau chứ. Bởi vậy mới nói bạn, cái chặng đường phát triển Nutrex đó ở Việt Nam này nó, nói chung á là nó khó khăn, nó cũng gian nan và nó có nhiều thách thức, đúng không? Nó khi mà mình phát triển được rồi á thì cha con nó bán lậu, má cha nó con nó cứ tật xách tay kẹp nách về miết. Có mấy cái thằng nữa nó bần tới cái độ đó, hàng mình bán nó không mua mấy em. Nó thiệt mà, hàng mình bán nó không mua. Nó kêu nhỏ chị cạo móng ở bên Mỹ á, đi mua hàng ở bên Amazon đồ á, xong rồi về kêu bà nó kẹp nách về đây cho nó. Nó trời đất ơi, mày uống con hũ Aulip mà má mày bần dướng với con. Mà tính ra nó mắc hơn mua ở đây nữa, làm sao mà rẻ hơn được. Mày mua hũ bên đó về đây, ủa bà chị mày chắc khỏi có chạy xe ra ngoài, đi ra ngoài store mua quá, đúng không? Còn ví dụ như bà chị mà ngồi đó order hàng online thì xong rồi chắc nó ship tới nhà bà chị mày, khỏi tốn chỗ chứa quá, rồi tới hỏi bà chị mày về gửi người thân đồ này nọ, phiền người ta quá ba ơi, đúng không? Phiền người ta thấy mẹ luôn. Rồi có mấy cái thằng á mà nó hả, nó mua đồ lậu bên Amazon nữa, nó mua về xong nó về gặp hải quan buồn đánh thuế, nó chơi cái thành mắc gấp đôi hũ bán ở đây, xong từ đó nó làm phản động luôn. Nó nói là nhà nước ăn trên đầu trên cổ đó mấy em. Ủa, nó nói thật sự á, vấn đề hàng lậu á là vấn đề rất là nhức nhối. Nó làm cho cái ngành thực phẩm bổ sung ở Việt Nam là nó chậm phát triển. Nó chậm phát triển, người ta có tiền người ta đầu tư cho người ta nản chứ, đúng không? Thôi, nó nói rồi. Đây, chặn đường đi tìm cái cúp đó. Lúc mà anh đi, thật sự anh đến Nutrex lắm em, là cũng là lúc anh sắp về Việt Nam rồi, còn vài ngày cuối nữa. Anh tới Nutrex ngày 8 tháng Giêng, ngày 8 tháng Giêng sau khi ăn Tết đó. Ngày 8 tháng Giêng 2020 đó, tới đây lấy cái cúp đồ này nọ, xong mà cái Nutrex hỏi là thôi giờ Duy Nguyễn cầm về Việt Nam đi. Thôi cầm làm gì ông Thần ơi, cúp này trước sau tôi cũng có thôi chứ bây giờ ông bắt tôi cầm về Việt Nam, ông nói tôi bỏ cho hành lý xách tay tôi đi ngang hải quan, nó ngồi nó coi nó kiểm kinh lắm ông nội. Nhắc tới cúp con lần hải quan nó xúc gì cúp rồi, để dành làm video khác nè, hải quan bên Mỹ á, xúc gì cúp nên để dành làm video khác, mang chi cho nó nặng nề, thôi gửi về đây đi ba đó, gửi về đây đi. Cái cúp á là cái gì đó nó thiệt cái danh dự, nó chả là cái gì đó, nó ghê gớm, đâu phải bằng vàng đâu đúng không, nó đâu bằng gì đâu, nhưng mà đâu phải ai muốn có là được. Nó khổ vậy đó, mâu thuẫn của em đó, nó thể hiện cái danh dự, nó thể hiện cái sự mà năng lực thật sự của công ty BBT đó, và nó thể hiện được cái thương hiệu Nutrex, sản phẩm nó phải tốt, phải biết phải sau đó đó, thì nó mới tràn ngập ở Việt Nam, mới nhiều người tin dùng sản phẩm của Nutrex, và nó còn thể hiện một cái đó hai chữ Việt Nam, đâu có này thiêng liêng nè. Nói thiệt với mày, ta thích vậy đó, anh thích vậy đó, thể hiện cái gì đó hai chữ Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, đúng không? Thí dụ như bây giờ á, tự nhiên á, Nutrex nó biết được Việt Nam, nó biết được thị trường Việt Nam, một thị trường gì đó nó làm ăn được, nó biết được con người Việt Nam này có năng lực chơi được, nó vậy là cách quảng cáo hình ảnh hai chữ Việt Nam rồi. Mà chúng ta là người Việt, thì miễn làm sao chúng ta làm tốt, làm đẹp hai chữ Việt Nam là ok. Đừng có bôi trò trét trấu vô mặt hai chữ Việt Nam là được rồi nha mấy em. Cái đó là cái sứ mệnh. Anh chỉ thích vậy đó, anh thích tụi nó nói ra hai chữ Việt Nam, Việt Nam, và từ đó họ sẽ tìm hiểu về Việt Nam đó. Họ tìm hiểu Việt Nam, trời ơi Việt Nam với Mỹ ngày xưa quýnh lộn quá trời, mà giờ có thành đối tác chiến lược này nọ, nó hạnh phúc, nó happy quá đó. Cái đó là góc độ sự tích cực, sự phát triển. Chúng ta làm cho đất nước chúng ta phát triển, như là bác đã nói, các vua hùng đã có công giữ nước, thì bác cháu ta cùng nhau phải giữ lấy nước đó. Thì giờ mình nói tiếp, đúng không? Thời Bác Hồ á là giành lại độc lập, thống nhất giang sơn vì một mối, thì bây giờ thời chúng ta là phải phát triển đất nước. Thế thôi, nhiệm vụ chính bây giờ là phát triển đất nước. Là phát triển đất nước bằng cái gì? Bằng đường thương mại với bằng cái gì? Bằng mỗi cá thể người dân chúng ta sống cho tốt đời đẹp đạo, đúng không? Phát triển hết cỡ, thằng nào quay phim quay cho đẹp vô, thằng nào dựng phim dựng cho hay vô, thằng nào quảng cáo chém gió cho ác vô, thằng nào tập gym thì tập cho đều vô, corona kệ đó. Nó nên trong cái câu chuyện cái cúp nó đã cho chị cảm xúc, wow, cảm xúc. Và Duy Nguyễn sẽ chinh phục thêm nhiều cái cúp khác, nhiều cúp khác để dựng trong 4 cái building của mình. 4 cái building của mình là những chiếc cúp, những chiếc cúp làm ăn danh giá, những chiếc cúp khẳng định vị thế thương mại Việt Mỹ, những cái cúp số 1, số 1, số 1, những cái cúp làm nên những huyền thoại, những cái cúp thay đổi thế giới thể hình Việt Nam, những cái cúp thay đổi tư duy tập luyện, tư duy tập gym của Việt Nam, đúng không? Bây giờ ngày xưa Việt Nam là mở miệng ra nói toàn là thuốc không bao giờ đỡ rồi đó, bây giờ cũng còn nhưng mà đỡ. Có thấy không? Cái gì nó phải có sự thay đổi, cái gì phải cuộc cách mạng, và cuộc cách mạng nó cần những người tiên phong, và It's me, Duy Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.